Chào mừng các bạn đến với Thiên Đường Functional. Toy Trip USA High-End Equipment Instructions. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Trip Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế High-End của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Đây là tầng số 4 của THOL Dream Center. Tại sao Duy Nguyễn dùng là chữ Thiên Đường Functional? Dạo này trong những video của Duy Nguyễn, các bạn thường nghe cụm từ Thiên Đường. Đó, Duy dùng chữ Thiên Đường. Vậy tại sao là Thiên Đường? Đơn giản, Functional là Duy Nguyễn tốn rất là nhiều tiền để đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị. Cái máy này 180 triệu, đúng chưa? Mà Duy đã tốn thời gian làm mấy clip về cái máy này rồi. Thì các bạn đã hiểu được tính năng, công dụng, sử dụng của cái máy này. Tất nhiên mọi chuyện không dừng ở đó. Khi mà Duy Nguyễn với cái độ chịu chơi của mình đã chạy đua vũ trang qua một cái thiết bị thứ hai. Đây mới thật sự là linh hồn. Linh hồn của Thor Sim. Không chỉ ở quận 9 mà tất cả các chi nhánh của BBT đều có cái máy này. Không nói các bạn không biết đâu. Giá tiền của cái máy này về đến Việt Nam là 470 triệu. Nó thật sự là cái dòng high-end đẳng cấp Functional. Cái tên tiếng Anh của cái máy này á, nó phức tạp lắm bạn. Nó kêu là cái hệ lệ Struggle Gym. Đó, một khái niệm mới đúng không ạ? Đây là khái niệm mới mà chúng ta cứ hiểu đi. Chúng ta không cần phải giải thích tại sao nó tên là như vậy. Tại cha mẹ đặt ra nó là như vậy. Struggle Gym. Mà này là cái gì? Bao nhiêu? Tên máy đầy đủ nha các bạn. Performance Plus 9 Station Struggle Gym. Phức tạp chưa? Giải thích từng chữ. Performance Plus là một cái dòng đẳng cấp nhất của Mỹ Đế hai em. Performance Plus, mà trong Performance Plus nó có nhiều nhánh. Thì cái nhánh này là nhánh Struggle Gym, một cái này mới. Nó tại sao nó có chữ 9 ở đây? 9 là 9. Đó, cái máy 9 mặt. Dịch trên tiếng Việt Nam là máy 9 mặt. Mà cái series máy là 9000. PPMS 9000 chính là hắn, chính là nó, là cái máy đắt tiền nhất của Stopter, mà cái máy đắt tiền nhất trong dòng Performance Plus. Xin nói qua về cấu tạo của máy. Thật ra cái máy này, cái khung gốc của nó đó là cái vai đôi là cable crossover, là cái hai cái cỡ tay mà cầm ép tới ép lui tập về vậy này nè. Nó kêu là cái vai đôi. Bạn nhìn vô cái hệ tạ của nó. Đó, nhìn vô hệ tạ của nó, chắc chắn á là cái máy này tạ là nó ghép nối những cái module lại với nhau. Tùy cái cách mình tùy chỉnh. Bạn hiểu không? Nhưng mà để tùy chỉnh ra một cái máy á mà nó nằm ở trước mặt các bạn á là 470 triệu. Đó, và các bạn có thể mở rộng ra, các bạn tùy chỉnh thêm một cái máy nào đó ở đây. Bạn hiểu không? Đạp đùi đá lưng móc chuột gì đó không biết. Và bạn có thể tùy chỉnh thêm một cái máy nó nằm ở bên đây. Đúng chưa?
Đó, thì đó là một mặt, hai mặt, ba mặt. Mặt trong đó là bốn mặt. Bên đây cũng là bốn mặt. Là nó sự kết hợp của hai máy bốn mặt nó nhân ra tám mặt. Thêm mặt đây nữa là chín mặt. Đó. Giải thích một cái cụm từ cho các bạn hiểu nôm na như vậy. Thì tất nhiên Duy Nguyễn cũng có thể thêm hai mươi đuôi bên đây. Thì lúc đó nó ra chắc 1 tỷ á. Không biết, đón đại thôi. Đúng không? Giờ 470 rồi đó. Mà thêm hai cái nữa nó ra chắc xem 1 tỷ á. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện Duy Nguyễn không cần thiết. Tại sao không cần thiết? Tại Duy Nguyễn đã có dòng Pro Formulas là Duy Nguyễn mua rất là nhiều máy rồi. Mà bây giờ nói tới nói lui, khi mà các bạn càng nói á, cái độ phức tạp của nó càng nhiều. Nó dẫn tới rủi ro. Đúng không? Nó dẫn tới rủi ro bảo trì, rủi ro lắp ráp, rủi ro tùm lum hết á. Một đống tạ vậy nó mất cục thôi là đủ quê rồi. Đó. Và ở cái dòng này là dòng custom tùy chỉnh. Mà cái phiên bản là phiên bản gọi là mẫu, nó có sẵn. Nên Duy Nguyễn mua luôn. Mà cái gì nó có mẫu á thì mình mua về á, nó đỡ có bị rủi ro về hư. Đúng không? Bạn lên trên trang StubHub á, bạn sẽ thấy nó có rất là nhiều cái dòng Truckle Gym. Dòng mini, dòng một cục, dòng hai cục. Nó không có gì đâu. Nó có một cục bên đây thôi à, hai máy về ra một cái rồi đó. Hoặc có nối thêm hai ba cục nữa. Đó, thì các bạn media đó, các bạn sẽ minh họa cho mấy em thấy. Nhưng mà khi mà các bạn thấy rồi, các bạn muốn mua máy nào, bạn liên hệ tôi. Liên hệ Duy Nguyễn, hân hạnh cung cấp độc quyền Việt Nam luôn. Giá có offer. Cái máy vai đôi nào cũng như vai đôi nấy, nó sẽ có linh hồn của nó là cái này. Không có này á, tức là vai đôi nó bị lỗi. Mà có cái vai đôi bị lỗi thiệt luôn. Có vai đôi nó không có lắp cây này vô, bảo không đu xà được. Đó. Trong một phòng gym á, nó sẽ có những chỗ đu xà. Một là cái bo rắc, hai là cái ghế bên này. Đúng không? Nó hai là ghế bên này, ba là cái chỗ này. Chỗ này là cái chỗ dùng để lat pull down và chin up. Đó là linh hồn của cây ở giữa. Nếu mà không có cái này cây giữa dục bỏ. Không làm gì trơn á, không có này qua ba tập này, ok. Rẻ tiền 180. Tại sao tôi có 180 rồi mà tôi chơi thêm mày 470 nữa? Thì cái đó mới gọi là thiên đường functional. Trên đây bạn sẽ tập được rất là nhiều nhóm cơ. Rất là nhiều bài. Và cái bài máy này nó là cha của máy kia. Đúng không? Nhưng mà hàng này nó sinh ra đời sớm á, nên cái dòng nó là dòng gọi là dòng như cổ điển. Nên nó học mới có tú tài thôi. Còn thằng này nó ra đời sau, nó học lên tới đại học lận. Nên cái độ freeway của thằng này và cách chế bài của thằng này nó nhiều hơn so với thuần túy thằng này. Nhưng mà thằng này nó được cái thuần túy khác. Mà một chút xíu á, clip sau đó Duy sẽ minh họa những cái thuần túy của nó. Duy không có đi lại những cái bài. Mấy bài này giống như máy bên này. Bởi vậy khi mà các bạn theo dõi video Duy nói về cái dòng mà PVMS 909.000 này, thì các bạn phải coi tới cái dòng là PVMS 245. Cái hàng này nó 245 thôi, hàng này tới 9.000 rồi nha các bạn. Mã máy có hết. Thì bạn phải coi master hết cái video này. Xong rồi các bạn mới qua được video này. Bởi vì Duy làm video là nó có tính chất hệ thống. Rồi, linh hồn này là Black Pull Down, phần này Chin Up. Tiếp tục, tại sao Duy chọn cái hệ này? Cái này là Row. Cái này là Row. Ok. Thì lưng á là một trong những nhóm cơ mà nó dành máy trong phòng gym nhiều lắm. Phòng gym các bạn nó sẽ thiếu máy row và thiếu máy lưng. Đó, nên ở cái nguyên tắc mà thiết kế máy á của BBT á là các bạn sẽ thấy rằng á bao giờ row này cũng hai máy hết. Không bao giờ có trường hợp một máy nó thiếu máy. Đó, Bình Tân hay là quận 12, quận 9 gì row nó sẽ là nhiều máy. Và lưng cũng là nhiều máy. Cái đó là cái nguyên tắc mà Duy dùng cái lap pull down và cable row. Duy gắn vô một cái module nó tên là BBMS 9000 hay là Chuckle Gin, Chuckle Gym Night Station. Nó Night Station nha các bạn, đó là những cái thông số về kiến thức của máy. Rồi một cái điểm tiếp theo á, một cái sự bất tiện của cái máy này. Phòng gym á, không gian mà phải đủ và mới để được cái máy này. Chứ bạn nghĩ các bạn tưởng tượng phòng gym bạn mà chừng 6 mét là cái máy này thua. 6 mét là thua. Nó từ cái cột này qua cái cột bên này là 8 mét các bạn. 8 mét hơn chút á, 8 mét. Thì bạn để cái máy nó vừa. Phòng gym bằng 6 mét, bạn để chiều ngang thôi. Nó cũng kén không gian. Đó. Nó không khác được, bởi cây này nó chỉ có kích thước cố định. Rồi cái module này nè, bạn gắn vô thêm nó dài ra tới đây rồi. Về cái, nói về ống tạ, thì nó đi theo những cái bộ ống độc lập. Những cái bộ ống độc lập, đó, mấy cái ống độc lập. Đây, ống tạ của dòng Pro Plus. Cái căn bản là 200 nha các bạn.
các bạn có thể chỉnh lên 300 với điều kiện thêm tiền thôi, giống như thêm tiền thôi. 200 mà tạ Mỹ mà bạn, tạ Mỹ cái thông số chuẩn của nó khá là nặng đó. Rồi có một bạn lăng tăng bạn vô bạn hỏi là ủa anh ơi, tạ của anh Mỹ làm gì châu Á tay ngắn sao tập anh. Nếu mà cái câu trả lời đó nó xảy ra đó, câu hỏi đó mà nó xảy ra nó làm khó khăn cho nhà sản xuất á, thì thằng đó không phải là Mỹ nữa nha, thằng đó không phải là nhà sản xuất của Mỹ. Đó, nó vậy thôi, các em cứ tham quan máy đi. Đơn giản, không cầu kỳ nhưng mà sang trọng. Đó là đẳng cấp của Performance Plus. Đây là cũng là cái máy mà nó đắt tiền nhất luôn. Đó là video này sẽ giới thiệu sơ cho các em cái hệ máy cũng như những thông điệp truyền tải của Duy Nguyễn, đầu tàu của BBT, chia sẻ góc nhìn, quan điểm và lý do tại sao BBT xem nó là linh hồn của khu Functional. Là cái khu cao nhất của building, là khu đẹp nhất, lộng lẫy nhất, là cái khu mà gọi là show up những cái giá trị tinh hoa mà những phòng gym khác nó không có. Là một cái khu chạy đua vũ trang và luôn ngạo nghễ đầu ngành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đến với THL Gym để trải nghiệm những máy tập đẳng cấp linh hồn của Duy Nguyễn, kết hợp với những video hướng dẫn của Duy Nguyễn trên mạng xã hội, là các bạn không có gì có thể tuyệt vời hơn và hiệu quả hơn trên bước đường chinh phục đẳng cấp thền fitness. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.